Hello, hello anh em. Chào mừng em đã quay trở lại với khoa học GameFi 101 của Bang Bang Gaming. Thì trong những video trước, chúng ta đã tìm hiểu những khái niệm, những gọi là những cái cơ bản về thị trường GameFi này. Và chúng ta đã được tìm hiểu một video gần nhất là những cái tựa game, những cái loại mô hình game mà GameFi đang có, nó ánh xạ sang game truyền thống như thế nào. Thì chúng ta đã tìm hiểu được rất là nhiều cái tựa game và tùy gọi là khẩu vị và sở thích của từng anh em thì mọi người sẽ có những thích những loại game nào thì mọi người có thể comment nhé. Thì trong video này thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về một cái chủ đề khá là hay nữa, đó là mô hình game play to earn và so sánh mô hình game play to earn này đối với game truyền thống. Thì đây chúng ta sẽ có các nội dung. Đầu tiên là game play to earn là gì này, chúng ta sẽ hiểu được khái niệm và tại sao mà lại có mô hình game play to earn này, nó ra đời khi nào và mục đích của nó là gì. Và phần tiếp theo là chúng ta sẽ so sánh những tựa game play to earn hay còn gọi là game NFT so sánh với game truyền thống và chúng có những đặc điểm, ưu điểm, những nhược điểm và những cái điểm nổi bật như thế nào và những hạn chế như thế nào. Và cuối cùng là những hạn chế của game play to earn và tại sao các nhà phát triển hiện tại thì các cái nhà đầu tư lớn vẫn đổ rất nhiều nguồn vốn vào cái ngách, cái mảng game NFT, game play to earn này. Ok, thì không để anh em chờ đợi lâu nữa thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu video này nhé. Đầu tiên là về khái niệm game play to earn. Thì game play to earn nó sẽ có hai cái từ chính là từ play và từ earn, đúng không? Play tức là chơi, còn earn nghĩa là kiếm tiền. Thì play to earn hiểu một cách đơn giản đó là những cái trò chơi mà có thể kiếm được tiền thật. Ở đây thì họ sẽ ứng dụng cái công nghệ blockchain và NFT vào trong game. Thì đây sẽ có hai cái mảng là blockchain và NFT, chúng ta sẽ hiểu hai khái niệm này nhá. Thì play to earn của game blockchain ấy hoặc là gọi là blockchain gaming thì luôn gắn liền với NFT. Thì tính vĩnh cửu và tính sưu tầm quý hiếm là hai giá trị cốt lõi của NFT và nó sẽ hoàn toàn khác biệt so với những cái vật phẩm, những trang bị của game truyền thống. Thì tính vĩnh cửu NFT thì chúng ta cũng biết rồi là nó là một tài sản không mà chỉ có duy nhất và các đặc tính của nó duy nhất và không thể thay thế được, và chính cái đặc tính đó sẽ giúp nó có giá trị hơn trong cái mảng game NFT này. Thì đối với thị trường game NFT, game play to earn thì chúng ta hoàn toàn có thể có hai cách tiếp cận khác nhau. Cách đầu tiên là chúng ta hoàn toàn tiếp cận free, tức là free to earn, chơi free và kiếm tiền free. Cách thứ hai là invest to earn, tức là chúng ta có thể bỏ một khoản đầu tư ban đầu để chúng ta có thể là kiếm tiền được trong tựa game đó. Thì tùy từng tựa game, anh em cần phải nắm rõ cái mô hình kinh tế cũng như là cái cách thức hoạt động của game để chúng ta có thể là có những cái quyết định đúng đắn và có thể là chơi cái tựa game đó hay không. Về phần tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu là tại sao lại có game play to earn. Thì nếu em nào mà đã biết đến thị trường GameFi, game NFT này rồi thì thực ra ấy thì cái khái niệm play to earn này đã có từ trước, nhưng mà nó sẽ mới là nổi lên, thực sự là nổi bật trong cái thời kỳ sau cái thành công của cái tựa game Axis Infinity. Và yếu tố ngoại cảnh của đại dịch Covid-19 đã làm bùng nổ lên game NFT này. Thì tại sao mình lại nói như vậy? Bởi vì chúng ta đã biết là cái giai đoạn đại dịch Covid-19 nó ảnh hưởng đến toàn kinh tế toàn thế giới và rất nhiều các đất nước đã phải lockdown, tức là người dân ở các nước ấy sẽ cách ly và cũng là rất là ít được ra ngoài. Vì thế là thời gian rảnh họ rất là nhiều và họ cũng tìm cách tiếp cận đến những cái phương thức và những tựa game để có thể kiếm được tiền, và đặc biệt là các game play to earn đã nổi lên sau đó. Và cái game play to earn này nó sẽ giải quyết các vấn đề tồn đọng của game truyền thống như kiểu scam này, không minh bạch và không có nơi giao dịch uy tín. Ví dụ như game truyền thống chẳng hạn, anh em có thể là mua bán nhưng mà chúng ta cũng rất là sợ, bởi vì là khi hai người mà không có bên làm trung gian cũng rất là khó và cũng mất thời gian, đúng không? Còn là game play to earn hoặc game NFT này thì nó sẽ có một cái chợ, cái NFT marketplace và mua bán giao dịch các vật phẩm nó rất là uy tín, thì chúng ta chỉ cần đến đó là mua bán thôi. Và một cái điểm đặc biệt của game play to earn nữa là nó cũng vừa đáp ứng cái nhu cầu giải trí và vừa có nhu cầu tăng thêm thu nhập cho người chơi. Thì nếu mà game truyền thống thì chúng ta thường là nạp tiền vào để chúng ta chơi, để chúng ta bắt đầu chơi game hoặc chúng ta sẽ sở hữu những cái vật phẩm hoặc là đua rank đua top, đúng không? Còn game play to earn này thì chúng ta hoàn toàn là có thể vừa giải trí được nhưng mà vừa có thể là kiếm thêm thu nhập. Chúng ta sẽ cùng so sánh về những tựa game NFT và game truyền thống. Thì ở đây chúng ta sẽ so sánh các cái đặc điểm. Đầu tiên là về nền tảng này, thứ hai là cơ chế, thứ ba là về phần giá trị và cuối cùng là về phần lợi nhuận. Thì trên cái bảng mà anh em đang nhìn thấy, về phần đặc điểm thì game NFT thì có nền tảng là blockchain là phi tập trung, còn game truyền thống thì các máy chủ của nó là tập trung ở những nhà phát triển. Về cơ chế thì game NFT là game play to earn, tức là vừa chơi vừa có thể kiếm tiền. Còn game truyền thống tức là play to win, tức là ở đây chúng ta chơi là chúng ta sẽ giành chiến thắng và có những vị thế cao, những người nổi bật trong game. Về giá trị
Thì game NFT hoặc là game play to earn thì sẽ mang cái tính cốt lõi là các vật phẩm NFT và nó có tính độc nhất. Còn về game truyền thống thì các vật phẩm đó giống nhau và do các nhà phát triển tạo ra. Về phần cuối cùng là về lợi nhuận thì game NFT nó sẽ thường sẽ là mang xu hướng là mang lợi nhuận cao hơn, bởi vì chúng ta sẽ earn được, đúng không? Còn về game truyền thống thì các vật phẩm sẽ mang lợi nhuận thấp, chúng ta cũng có thể là mua bán trao đổi được nhưng nó sẽ giá trị thấp hơn, cũng như là cái việc trao đổi và mua bán nó sẽ khó khăn hơn. Ở đây thì chúng ta cũng có thể hiểu một khái niệm nữa, đó là guild, là các bang hội ở game NFT và game truyền thống. Thì đối với game truyền thống, guild thì đóng vai trò là nơi tập hợp những game thủ và có chung sở thích và chung đam mê chơi một cái trò chơi nào đấy. Ví dụ như anh em tập hợp chơi cùng một trò chơi là Dota 2 chẳng hạn, hay Liên Minh Huyền Thoại đúng không? Hay là PUBG chẳng hạn. Đó là các em chung sở thích và chúng ta cùng chơi game. Còn cái guild mà ở game NFT nó sẽ có một cái số điểm khác biệt. Thì điểm khác biệt ở đây đó là gì? Thì ở đây đó chính là ở game NFT thì mọi người thường sẽ là vào các guild để chúng ta có thể là học tập và chia sẻ cũng như là hướng dẫn những người chơi mới một cách nhanh nhất để tiếp cận cái tựa game đó. Ok, đó là một cái điểm rất là khác biệt của game NFT. Phần cuối cùng trong cái video này mình muốn chia sẻ tất cả mọi người, đó là có được những cái hạn chế mà mô hình Play to Earn hiện tại vẫn còn có. Thì chúng ta đã biết được những cái ưu điểm, những cái lợi thế của mô hình game Play to Earn hay còn gọi là game NFT. Thì ở đây thì nó có rất là nhiều các ưu điểm như chúng ta đã kể ở trên. Ngoài ra thì chúng ta cũng phải nói đến những cái nhược điểm của cái mô hình Play to Earn này. Thì đầu tiên là khả năng rất là nhiều tựa game cần số vốn khá là cao để bắt đầu vào trò chơi. Tức là khi mà một số tựa game là Invest to Earn đúng không? Thì chúng ta phải đầu tư với số vốn khá lớn so với cái mảng game truyền thống là khá là lớn. Thứ hai là chính vì nó có giá trị NFT và nó có token, nên là cái giá trị, cái token tiền tệ trong game ấy, nó biến động rất là cao. Nên là người chơi nếu mà chuyển từ game truyền thống sang game NFT thì cũng khá là khó khăn. Và cái thứ ba là về chi phí giao dịch, trao đổi mua bán NFT khá là cao, bởi vì là liên quan đến GameFi mang yếu tố tài chính trong game NFT. Thì những người chơi thường họ sẽ phải mua bán và giao dịch NFT với cái giá khá là cao so với mặt bằng chung của game truyền thống. Và một cái mình cho là những cái hạn chế của Play to Earn hiện tại thì các nhà phát triển vẫn đang cố gắng để có thể là cân bằng được, đó chính là cái gameplay. Gameplay của mô hình Play to Earn thì thực sự là chưa được hấp dẫn, bởi vì họ đang tập trung vào cái mô hình kinh tế, tập trung vào cái phần earn nhiều hơn trong cái gameplay. Nên là cái gameplay, tức là lối chơi, cái đồ họa thì nó sẽ chưa được bằng cái game truyền thống. Và nó thực sự có một cái sự thật, đó là nó còn cách game truyền thống khá là xa. Ok anh em, vậy là trong video này thì mình và mọi người đã cùng tìm hiểu về cái mô hình game Play to Earn, cũng như là so sánh cái mô hình này đối với game truyền thống, và tại sao là có xuất hiện cái mô hình game Play to Earn này, cũng như là những hạn chế của game Play to Earn và những cái hướng phát triển của các nhà phát triển game sau này để cho cái thị trường GameFi, GameT nó sẽ có những bước tiến mới. Ok, thì nếu anh em nào mà có thắc mắc hay khó khăn hay là chưa hiểu phần nào thì mọi người cứ mạnh dạn comment dưới video nhé, thì chúng mình sẽ cùng trao đổi và thảo luận. Ok, cảm ơn anh rất là nhiều đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng Bang Bang Gaming. Thì mọi người hãy nhớ ủng hộ khoa học bằng một nút like này để động viên tinh thần của chúng mình, và nhớ đăng ký kênh để bật chuông thông báo lên và nhận những video sớm nhất từ team của Bang Bang. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.